Xin chào các bạn đã quay lại với kênh YouTube của công ty Hàng Giáo Việt Nam. Mình là Lượng, nhân viên kỹ thuật của công ty. Hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cái dòng sản phẩm đó là TVS-60S. Đó thuộc series TVS nguồn. Cái nguồn của mình thôi, nguồn 24V đây là nguồn 24V bình thường. Và bên trong sản phẩm nó sẽ gồm có những gì nhé. Rồi, bên trong sản phẩm của chúng ta sẽ gồm có một cái cục nguồn khá là nét. Và một cái hướng dẫn sử dụng cũng như là cái đế bắt. Bắt thì cái đế này bắt sao ta? Nè, một là các bạn bắt vô đây và bắt một thanh, nó sẽ có hai thanh nha. Bên trong này nó là hai thanh nè. Rồi, một thanh thì các bạn bắt nó đây, nó có ốc nè, chặn lại xuống. Và một thanh nữa thì bắt nó đây, chặn lại xuống. Xong rồi, các bạn chỉ cần bắn hai cục nguồn xuống đây. Nó bắt lỗ này, bắt lỗ này. Hoặc bắt nó chiều bên đây. Cái nào cũng ok hết. Rồi, tùy theo cái nhu cầu sử dụng của bạn thôi. Rồi, về coi thứ là nó cho phép chúng ta chọn công suất nguồn bao nhiêu nha. Đây, nó sẽ có là 15S và công suất nguồn là 15W. Ủa, 15W. Đây, công suất 15W, 30W cho tới 450W luôn. Và cái nguồn cấp ở đây chúng ta có 5, 12, 18, 24 và 48V. Ồ, rồi, ở vào thì chỉ có là ở vào. À, ở vào thì lúc nào cũng là 100 cho tới 240V rồi. Rồi, ok. Thì thông số này kia đồ thì các bạn có thể xem download cái bản đồ trực tiếp trên trang web của hãng Hanyonut. Rồi, chúng ta cùng xem cái chất lượng bo. Các bạn nhìn thấy đây. Wow, bo bên trong đây là nó là bằng bo thủy tinh luôn nè. Cái bo này thì nó sẽ chịu được nước cũng như là kiểu các bạn đem đi rửa xong rồi nó lại được kiểu vậy. Hoặc là nó chịu được độ ẩm này kia rồi các kiểu. Rồi còn cái thành nhớ các bạn thấy nó vậy nè. Đúng là một cái sản phẩm. Rồi, như vậy thì các bạn đã thấy rồi đó. Đối với cái chất lượng như vậy thì các bạn không thể nào đòi hỏi cái giá thành rẻ giống như là ở Trung Quốc được. Thì bên mình cái giá thành cũng nó cũng tương đối thôi. Thì các bạn có thể cân nhắc mua sử dụng bộ nguồn này. Nó vừa có thể kháng được bụi rồi ẩm thì rồi chúng ta luôn. Cảm ơn các bạn đã theo dõi video bên mình. Nếu mà cảm thấy hay thì đồng hồ cho mình xin like, subscribe, cũng như là ký kênh bên mình để nhận được các video khác hay và bổ